liên tiếp phát hiện mua bán dâm trong nhà nghỉ, cơ sở massage ở Bình Dương. Kiểm tra hành chính các cơ sở massage và nhà nghỉ ở Bình Dương, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ mua bán dâm. Ngày 12 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ nhiều vụ mua bán dâm trong các nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn. Theo cơ quan công an, trước đó lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Kim Bình 1, phường An Hạnh, thành phố Thuận An, do ông HTQ, sinh năm 1979, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bà NTK, sinh năm 1988, quê Kiên Giang, đang bán dâm cho ông LVN, sinh năm 1987, quê Nghệ An. Kiểm tra một phòng khác, công an cũng phát hiện bà NTAH, sinh năm 1985, quê Kiên Giang, đang bán dâm cho ông NVH, sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh. Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên khai nhận thỏa thuận mua bán dâm với giá 300.000 đồng, tiền thuê phòng do khách mua dâm trả cho chủ nhà nghỉ. Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh massage 789 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí 789, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, do ông NHQ, sinh năm 1990, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm chủ. Lực lượng công an cũng phát hiện nữ nhân viên của cơ sở này là NTTQ, sinh năm 2000, quê An Giang, đang có hành vi bán dâm cho một khách nam. Đại diện cơ sở này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không xuất trình được sổ báo cáo tình hình an ninh trật tự định kỳ hàng quý theo quy định. Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.